Vừa qua, giáo sư Ngô Bảo Châu, một trong bốn nhà toán học xuất sắc không làm việc tại Anh, vừa được Hiệp hội Toán học London bầu chọn trở thành thành viên danh dự của Hiệp hội năm 2021. Trong bài đăng của Hiệp hội Toán học London, giáo sư Ngô Bảo Châu được giới thiệu hiện đang làm việc tại Đại học Chicago, là giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam. Ông đã có đóng góp quan trọng trong việc giải quyết bài toán lớn trong vài thập kỷ qua. Tại một công trình đáng chú ý được xuất bản vào năm 2010, nhờ việc kết hợp các ý tưởng từ lý thuyết số, hình học đại số, cấu trúc liên kết, lý thuyết điểm kỳ dị và vật lý toán học, ông đã hoàn thành công trình chứng minh về bổ đề cơ bản. Hiệp hội Toán học London được thành lập vào năm 1865, là một trong những hiệp hội toán học lâu đời nhất trên thế giới. Mục đích của hiệp hội là phổ biến và nâng cao kiến thức toán học trong nước và quốc tế.